xin chào tất cả các bạn, các cô chú và anh chị. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món chè, đó là mình sẽ nấu chè đậu xanh nguyên hạt. Đây mình đã chuẩn bị một chén chè đậu xanh nguyên hạt. Đậu xanh này là đậu xanh xanh lòng, mình mua ở trong siêu thị. Một gói nhỏ này là 150g và khoảng 100g đường phèn. Mình sẽ nấu và mình sẽ cho một chút, thêm một chút, nếu mà có vani thì các bạn có thể cho thêm khoảng một ống vani để cái chè của mình có mùi thơm. Đậu xanh này thì bây giờ mình sẽ mang đi đãi và mình sẽ nấu luôn, mình sẽ không ngâm. Chè đậu xanh nguyên hạt này mình nấu, nếu mà mình ngâm đậu xanh thì mình thấy nó sẽ rất là nhanh nhừ, nhưng mà đậu xanh của mình thì nó lại không còn cái mùi thơm của đậu. Nên mình hôm nay mình nấu chè này mình sẽ không ngâm đậu, mà mình sẽ để mình chỉ đãi sạch và mình mang đi đun nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang phần đậu này đi đãi sạch nhé. Sau khi mình đã đãi được khoảng 3-4 lần để cho cái đậu xanh của mình nó sạch, nó ra hết những cái mày, những cái đậu lép, thì bây giờ mình đổ nước, thì mình đổ khoảng khoảng 2 đốt ngón tay thôi. Mình nấu rồi, trong quá trình nấu để cho đậu của mình nó chín nhưng mà nó vẫn còn nguyên hạt, nó không bị vỡ hạt ra, thì nó sẽ không còn được cái hạt đậu, nó không còn được ngon. Thì mình sẽ chế nước vào từ từ, nhưng mà mình chế nước vào thì mình sẽ chế nước sôi, nước nóng nhé, mình không chế nước lạnh, vì trong quá trình nấu nếu mà mình chế nước lạnh thì cái hạt đậu của mình nó sẽ bị sượng, nó không được ngon. Thì mình nấu khi đậu của mình nó bắt đầu nó cạn nước thì mình lại bắt đầu mình châm thêm nước thôi nhé. Và mình châm đây cái mình nấu cái ấm siêu tốc, đun siêu tốc để cho cái nước của mình là nước sôi nhé. Mình châm vào nó săn sóc đậu, rồi mình lại nấu tiếp cho đến khi đậu nhừ. Cứ như vậy mình cứ châm nước như vậy cho tới khi mà cái đậu của mình nó chín và nó nhừ luôn nhé. Mình đổ nhiều nước cũng được, nhưng mà nếu mình đổ nhiều nước thì cái đậu của mình nó sẽ bị nát, mà nó nát nhiều thì ăn sẽ không ngon. Đây mình sẽ nấu tiếp. Đây là chè của mình, đã châm khoảng 3 lần nước nhé, và đậu của mình như vậy là nó đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cho đậu tiếp tục nấu và mình sẽ đi nấu phần nước đường nhé. Đối với phần đường của mình thì mình sẽ cho vào đây khoảng 2 bát nước, và mình sẽ bỏ đường và mình nấu cho đường tan ra nhé. Sau khi mà mình nấu nước đường xong thì cái đậu của mình ấy, mình sẽ chế cái nước đường vào trong cái chè đậu nhé. Được sánh hơn thì mình đã hòa với một muỗng bột sắn dây cho vào đây. Còn nếu các bạn không thích thì mình cũng không cần phải cho bột sắn dây cũng được nhé. Vì cái bột sắn dây này thì nó ăn với thì nó lúc trẻ của mình nó sánh hơn, mà ăn thì bột sắn dây cũng rất là mát, thì bỏ vào với trẻ thì nó cũng rất là được. Vậy là mình nấu cho chùa chè của mình nó sôi lại là được. Mình cho thêm một chút cái bột sắn dây vào thì nước đậu của mình nó sẽ, nước chè của mình nó hơi sánh sánh, nó rất là ngon.
đây là mình vừa hoàn thành một nồi chè đậu xanh nguyên hạt. Đây mình sẽ gần để cho các bạn thấy cái hạt đậu của mình nó chín mềm, nó không bị nát nhiều, ăn nó sẽ rất là thơm mùi đậu. Và chè thì nấu thì rất là đơn giản nhưng mà rất là tốt. Thì đậu xanh mùa hè này ăn thì rất là mát. Bây giờ mình sẽ nếm thử. Mình nấu đường phèn thì sẽ ngon hơn đường bình thường nhá, tại vì nó thanh, có vị ngọt thanh. Rất là ngon. Với cách nấu chè đậu xanh nguyên hạt này thì các bạn hãy thử để cho gia đình mình có một món ăn rất là ngon nhé. Vì mình cũng đã thử rất nhiều cách nấu nhưng mà với cái cách nấu chè đậu xanh này thì mình thấy là ngon nhất. Và các bạn nhớ là mình đừng ngâm đậu nhé, vì ngâm đậu thực ra là mình nấu thì nó sẽ nhanh hơn một chút nhưng mà cái chè của mình nó sẽ không còn cái mùi thơm của đậu xanh, nó sẽ không còn ngon như vậy nữa. Video làm chè đậu xanh của nguyên hạt của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé, để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.